Mr. Long Linh xin chào các bạn nhỏ ha. Chúng ta tiếp tục với các cái video của Unit 4 các bạn nhỏ ha. Đây, cái Unit 4 là People at Home. Chúng ta đã học phần Let's Start. Chúng ta đã học xong hết phần Let's Start rồi. Thì bây giờ sang cái phần bài tập ôn của Let's Start. Chúng ta sẽ được học nào? Đầu tiên chúng ta sẽ đến bài tập A. Bài tập A là người ta đề nghị mình là write, là viết đó các bạn nhỏ ha. À, mình sẽ viết như thế nào? Đây rồi, đây là một cái mẫu hội thoại mà chúng ta thấy rất quen trong trong cái bài hội thoại này giữa một bạn nhỏ với mẹ bạn này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Cái đoạn hội thoại này Mr. Long Linh đã giúp các bạn học xong rồi đúng không nào? Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem cái đoạn hội thoại này có điểm gì giống để chúng ta điền vào ha. Đây rồi, bạn nữ này đi về nhà gặp mẹ và bạn nữ này nói này: This is my friend Andy. Đây là bạn của con, tên là Andy. Đó, sau khi mà giới thiệu mẹ của mình với bạn Andy rồi thì bạn nhỏ này tiếp tục giới thiệu bạn Andy cho mẹ đúng không nào? Đó, à vâng, sau khi giới thiệu bạn của mình rồi cho mẹ rồi thì bây giờ bạn nhỏ này tiếp tục giới thiệu mẹ cho bạn Andy đúng không nào? Đây nè các bạn, rất giống bên này nè. Đây các bạn ha. Đây, sau khi mà giới thiệu bạn Scott rồi thì bạn nữ này tiếp tục giới thiệu đây là mẹ của mình nè. This is my mother này các bạn. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ điền vào This is my mother. Đây rồi các bạn ha. This is my. Đó, this is my mother. Đây các bạn nhỏ ơi, đây, câu đó là đây nè. This is my mother có nghĩa là gì đó các bạn? Có nghĩa là đây là mẹ của tôi. Đó, đây là mẹ của tôi. Rồi, sau khi bạn là nữ này giới thiệu hai người này xong hết rồi thì hai người sẽ nói thế nào các bạn nhỏ? Wow, quá quen đúng không nào? Bạn Andy này sẽ sao? Bạn sẽ nói là It's nice to meet you, Miss Hill. Rất vui khi được gặp cô Hill ạ. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, thì sau khi mà bạn Andy này là rất vui được gặp cô thì mẹ của các bạn nữ này cũng nói là sao? It's nice to meet you too. Đây, có chữ too này các bạn. Cô cũng rất vui khi được gặp con. Đây này các bạn nhỏ. Đây, sau khi bạn này nói rất vui khi được gặp cô này, cô Hiêu, thì cô Hiêu cũng nói It's nice to meet you too. Đó, các bạn thấy chưa? Cô cũng rất là vui khi được gặp con. Rồi, vậy thì chỗ này các bạn tiếp tục ghi It's nice to meet you. Đó, các bạn thấy chưa? Viết giống câu trên này và thêm chữ to đây rồi. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Đó các bạn thấy ha. Tất cả các chữ đó là đều nằm dưới đây rồi. Chỉ có thêm cái chữ to này vào nữa. Rồi, như vậy là các bạn hình dung được cái hội thoại, cái cuộc nói chuyện chứ nào? Rồi, các bạn nhớ nha. Trong một cuộc nói chuyện mà khi mà bạn một người nào đó nói It's nice to meet you thì các bạn cũng có thể It's nice to meet you too, đúng không nào? Rất vui khi được gặp cô, con cũng rất vui khi được gặp cô. Rất vui khi được gặp bạn, mình cũng rất vui khi được gặp bạn, đúng không nào? Rồi, như vậy là phần let's phần write, phần A bài tập A chúng ta đã xong rồi. Hẹn các bạn nhỏ bài tập B nha của Unit 4 này. Chào các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để đón nhận các video tiếp theo.